Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 31 đến câu 35. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loài nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông. Và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ. Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Cộng đoàn thân mến, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Với lời quả quyết mạnh mẽ này của Marta, Chúa Giêsu đã biểu lộ quyền năng của mình khi phục sinh cho Lazaro, người em trai yêu quý của bà đã chết được 4 ngày. Đây quả là một bài học quý giá để nâng đỡ và củng cố đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay luôn phải đối diện với biết bao thử thách. Chúng ta đang bị nền văn hóa của hưởng thụ tác động với sự lôi cuốn hấp dẫn của tiền của và vật chất. Những phương tiện hiện đại và thông minh như sự thông minh của những chiếc iPhone, của những chiếc máy tính bảng làm mê hoặc chúng ta. Sự hấp dẫn của những món ăn, thức uống đủ loại, tất cả những cuốn hút ấy làm chúng ta chỉ nghĩ đến cuộc sống hiện tại và coi đó là cùng đích, không còn niềm tin vào cuộc sống sau cái chết. Từ quan niệm lệch lạc ấy, thật khó cho chúng ta dám đón nhận một Đức Giê-xu, Đấng có quyền năng làm cho kẻ chết được sống lại. Giáo hội hôm nay luôn rất cần có những Kitô hữu có niềm tin vào Chúa Giê-xu như Thánh Marta hôm nay. Tin Chúa Giê-xu là sự thật và là sự sống vĩnh cửu. Để nhờ niềm tin này, chúng ta không quá bám víu vào những thực tại của vật chất của thế giới hôm nay. Trái lại, chúng ta biết xem chúng như những phương tiện hữu ích đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu sau cái chết. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con luôn biết bám vào Chúa là sự sống lại và là sự sống của chúng con. Amen.